Thưa quý vị, hòa bình cho dân tộc và nhân dân Việt Nam là khát vọng lớn nhất, đồng thời là tâm huyết cả cuộc đời của lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 79 năm, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta cùng nhìn lại giá trị những bức thư mang khát vọng hòa bình người từng gửi ra thế giới. Đây là bức thư được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cho Tổng thống Truman ngày 18 tháng 1 năm 1946, nhằm tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và thể hiện khát vọng hòa bình tự do của nhân dân Việt Nam khi chính quyền non trẻ mới thành lập. Người bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ sẽ giúp nhân dân Việt Nam đạt được độc lập, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong quá trình tái thiết đất nước và cam kết nếu nhận được sự ủng hộ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẽ đóng góp công sức vào việc xây dựng hòa bình và thịnh vượng trên thế giới. Thì trong những bức thư bác gửi cho Tổng thống Mỹ nói rất rõ cái khát vọng của một Việt Nam mới, cái khát vọng của dân tộc Việt Nam về độc lập, tự do và hạnh phúc. Bác dùng mấy cái chữ đó rất đơn giản nhưng thể hiện cái tầm nhìn rất lớn. Cái thứ hai nữa là bác mong muốn có cái mối quan hệ với tất cả các nước trên cơ sở là công nhận độc lập, tự do và bình đẳng chủ quyền. Cũng với lời lẽ sâu sắc, hành văn rắn rỏi, vừa mềm dẻo lại như có thép gang trong lá thư Hồ Chủ tịch gửi tới những người Pháp ở Đông Dương. Người viết, sự chiến đấu của chúng tôi không đánh vào nước Pháp, cũng không đánh vào những người Pháp lương thiện, mà chỉ chống lại sự thống trị tàn bạo ở Đông Dương của chủ nghĩa thực dân Pháp. Ngay cả lá thư cuối cùng được Hồ Chí Minh viết trước lúc qua đời chỉ 8 ngày, ngày 25 tháng 8 năm 1969, gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon, cũng vẫn giữ lời lẽ đanh thép, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt chiến tranh xâm lược và rút quân khỏi miền Nam Việt Nam. Và chỉ riêng với các Tổng thống của Hoa Kỳ, người đã gửi tới 8 bức thư viết tay. Năm 1967, thì bác gửi cho Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson, bác có nêu một vấn đề là những người lính Mỹ sang tham chiến ở Việt Nam và tử vong ở chiến trường Việt Nam thì mỗi người vợ Mỹ, mỗi người mẹ Mỹ đều chịu một cái tổn thất đau đớn. Thế chả nhẽ ngài là Tổng thống của nước Hoa Kỳ văn minh hiện đại như vậy, ngài không cảm thấy đau đớn vì những mất mát của những người vợ Mỹ, những người mẹ Mỹ hay sao? Từ nội dung các bức thư, có thể thấy, trước những đối tượng người nhận khác nhau, Chủ tịch Hồ Chí Minh có những cách thể hiện tình cảm, thái độ và phương pháp đấu tranh khác nhau để đạt tới mục đích duy nhất là hòa bình cho dân tộc. Trong những bức thư với phía Mỹ cũng như trong bức thư với Pháp và các nơi khác, thì có thể nhất là với Pháp chúng ta có thể lấy một cái ví dụ rất rõ là với thực dân Pháp thì bác rất kiên quyết trong cái câu chuyện là Việt Nam độc lập, không muốn chiến tranh. Nhưng nếu bắt buộc phải bảo vệ Tổ quốc, phải bảo vệ nền độc lập tự do thì kiên quyết chiến đấu đến cùng. Nhưng với người dân Pháp thì bác lại thể hiện một cái tình cảm rất lớn, đó là phân biệt được giữa những người lãnh đạo là thực dân với cái bộ phận đại quảng đại của dân chúng yêu chuộng hòa bình, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ năm 1945 đến năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tới 85 bức thư gửi ra thế giới. Đó cũng là 85 lần thông điệp mong cầu hòa bình cho Việt Nam được gửi đi, cùng những luận cứ, những con số, số liệu minh chứng hết sức cụ thể, chi tiết. Bởi vậy những lá thư ấy thực sự có tính thuyết phục cao và cho đến hôm nay đã trở thành những tài liệu hết sức giá trị trong lịch sử đối ngoại của Đảng ta.